Hello, Vlog Ngoài Được Biết xin gửi lời chào đến tất cả quý khán giả. Chiều ngày hôm nay, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch, ông Hoàng Đạo Cương và Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao Đặng Hà Việt đã tới thăm và động viên đội tuyển Việt Nam trước ngày lên đường sang Philippines để chuẩn bị cho cuộc đối đầu gặp đội chủ nhà Philippines sẽ diễn ra vào lúc 18 giờ ngày 16 tháng 11 tới. Trong buổi gặp gỡ ngày hôm nay, huấn luyện viên Philippe Chusse đã dành lời cảm ơn đến sự quan tâm của Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch cũng như là Tổng cục Thể dục Thể thao dành cho đội tuyển Việt Nam trước các cái loạt trận đấu có thể nói là cực kỳ quan trọng ở vòng loại thứ hai FIFA World Cup 2026 khu vực châu Á. Ngày hôm nay thì đội tuyển Việt Nam đã bước vào cái buổi tập thứ 3 liên tiếp trên sân cỏ nhân tạo nằm trong khuôn viên của Trung tâm Đào tạo Trẻ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam. Có một điều khá đáng tiếc là trong cái buổi tập ngày hôm nay thì trời đã mưa rất là lớn và ít nhiều nó đã ảnh hưởng đến cái phần tập luyện của thầy trò huấn luyện viên Philippe Chusse. Dự kiến là vào tối ngày hôm nay, nhà cầm quân 67 tuổi người Pháp sẽ chốt lại danh sách 28 thành viên lên đường sang Manila để mà chuẩn bị cho cuộc đối đầu gặp đội chủ nhà Philippines. Và chúng ta sẽ cùng chờ xem ai sẽ là những cái tên phải nói lời tạm biệt đội tuyển Việt Nam ngay trước thềm trận đấu gặp đội tuyển Philippines vào ngày 16 tháng 11 tới. Ngoài ra thì cũng xin được phép chia sẻ với quý khán giả là trong cái chương trình livestream vào trưa ngày hôm nay, Vlog Ngoài Được Biết cũng đã nhận được cái thông tin không mấy vui liên quan đến bản quyền truyền hình trận đấu trên sân khách của đội tuyển Việt Nam gặp đội tuyển Philippines. Và cho đến thời điểm hiện tại thì theo thông tin mà mình đã hỏi thì một số nhà đài họ đang tích cực để đàm phán. Trong đó thì đài truyền hình Việt Nam VTV là đơn vị hăng hái nhất trong việc đàm phán cái bản quyền để mà hy vọng là sẽ có cái bản quyền chiếu các cái trận đấu của đội tuyển Việt Nam trên sân khách. Cụ thể là trận đấu đầu tiên của đội tuyển Việt Nam sẽ là cuộc đối đầu với Philippines vào ngày 16 tháng 11 tới. Theo thông tin từ những người đồng nghiệp của mình ở VTV có chia sẻ thì là lúc này đây bên TVAD, tức là đơn vị mà phụ trách về bản quyền cũng như là quảng cáo của bên VTV thì đang tích cực đàm phán với phía Philippines để mà hy vọng rằng là sẽ kịp mua được cái bản quyền của trận đấu giữa đội tuyển Philippines và đội tuyển Việt Nam. Nếu điều này mà thành hiện thực thì chúng ta sẽ cởi bỏ được cái nỗi lo là phải xem trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Philippines ở trên các linh lậu. Bây giờ thì Vlog Ngoài Được Biết xin mời quý khán giả sẽ cùng theo dõi cái buổi tập của đội tuyển Việt Nam vào ngày hôm nay và hẹn gặp lại cả nhà trong cái chương trình livestream vào tối nay ngay sau khi mà danh sách của đội tuyển Việt Nam được công bố. Xin cảm ơn cả nhà đã dành thời gian để theo dõi. Xin mời cả nhà cùng đón xem. Sữa chua lớp Manto, ứng cái bụng, free your flow.
sữa chua uống lớp Manto, ứng cái bụng, free your flow.